ngày 4 tháng 6, đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp nhận trường hợp một người nước ngoài điều khiển phương tiện thuyền buồm có gắn động cơ bị hỏng máy trôi giặt trên biển do ngư dân bàn giao. Làm việc với đồn biên phòng Sa Huỳnh, nạn nhân trình bày, ông tên là Queen Richard Anthony, 75 tuổi, quốc tịch Mỹ. Ngày 5 tháng 4, ông này điều khiển thuyền buồm loại hai thân có gắn động cơ xuất phát từ đảo Lujon, Philippines để đến tỉnh Khánh Hòa du lịch. Quá trình di chuyển trên biển do gặp thiên tai nên cột buồm bị gãy, động cơ bị hỏng, phương tiện mất quyền điều khiển. Trong lúc đang trôi giặt khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 6, ông phát hiện tàu cá QNG 55766TS do ngư dân Trương Khắc Huy, chú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đi qua vùng biển nói trên. Ông vội vã ra dấu hiệu cứu nạn. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu cá đã tiếp cận lai dắt phương tiện và người bị nạn và cửa biển Sa Huỳnh bàn giao cho đồn biên phòng Sa Huỳnh. Thưa quý vị, vào chiều ngày 3 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về việc phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại quán A+ tại địa chỉ 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 6, hàng loạt các mũi tấn công thuộc nhiều lực lượng của công an thành phố đã tiến hành đột kích vào quán A+. Thời điểm kiểm tra trong quán đang có 229 người gồm 173 khách và 56 nhân viên. Sau quá trình phân loại, lực lượng chức năng xác định 15 đối tượng dương tính với ma túy gồm 9 khách và 6 nhân viên. Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện thu giữ một số bình khí không rõ nguồn gốc xuất xứ bước đầu xác định chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan. Các đối tượng dương tính với ma túy đều khai nhận sử dụng từ trước, sau đó mới vào quán để nghe nhạc mạnh và phê ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Sáng qua ngày 3 tháng 6, tại tòa trung cư trong khu đô thị FLC Garden City trên phường Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội, tảng đá ốp ngoài tòa trung cư này đã bất ngờ bị bong ra và rơi trúng một bé trai 2 tuổi, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Theo người dân tại trung cư này cho biết, bé trai 2 tuổi đi dạo ở sảnh tầng 1 cùng với người thân thì bất ngờ bị đá ốp ngoài tòa trung cư rơi trúng, ngay khi vụ việc xảy ra, cư dân và các bên liên quan đã đưa cháu bé vào bệnh viện Đa khoa Hà Đông để cấp cứu. Sau đó bé trai được chuyển tới bệnh viện hữu nghị Việt Đức điều trị. Trước đó tình trạng đá ốp tòa nhà ở trong khu đô thị bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm dù đã được cư dân nhiều lần phản ánh với ban quản lý, ban quản trị thế nhưng vẫn chưa được xử lý. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường Đại Mỗ đã có mặt căng dây bảo vệ hiện trường những vị trí khác quanh khu vực tòa nhà được dán thêm giấy cảnh báo nguy hiểm. Vào chiều ngày 3 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 13 học sinh đang biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, thì mái hiên bất ngờ đổ sập xuống khu vực gần sân khấu, nơi các học sinh đang múa. Theo lãnh đạo huyện Phúc Thọ, lúc đó một nhóm trẻ đang đứng biểu diễn trên sân khấu khai mạc sinh hoạt hè trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc. Sau đó, phần mái hiên cùng nhiều gạch vữa bị sập xuống. Vụ việc khiến 6 trẻ bị thương, một số cháu được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu. Các nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi rửa vết thương, các cháu đã được trở về. Lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho biết, nguyên nhân được xác định là do mưa nhiều, phần vữa của nhà văn hóa bị chóc rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống. Sáng ngày 4 tháng 6, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết hơn 300 cán bộ chiến sĩ của nhiều lực lượng cùng với người dân địa phương đang được duy trì để khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng ở núi chóp vùng. Được biết đám cháy được lực lượng kiểm lâm phát hiện từ sáng ngày 3 tháng 6. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã huy động các lực lượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lớn kèm theo thời tiết nắng nóng khô hanh nên việc dập lửa kéo dài đến đêm mùng 3 tháng 6. Đã có 300 người tham gia chữa cháy và trong đó có hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đóng tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Và đến sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế, thế nhưng do ngọn lửa cháy lan nhiều khu vực nên chưa dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do người dân đốt ong gây ra. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vào sáng ngày 4 tháng 6, Đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc. Người dân phát hiện hàng chục con lợn chết đang trong quá trình phân hủy, trồi giạt trên sông Ngàn Chơi, đoạn trải qua địa bàn. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 6, người dân khi đi qua cầu Khe Chơi thuộc địa phận tổ dân phố số 1 thị trấn Vũ Quang thì bất ngờ phát hiện có nhiều xác lợn chết nổi trên dòng nước ở phía dưới chân cầu gây ô nhiễm môi trường, nên đã báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ghi nhận ở phía dưới chân cầu Khe Chơi có gần 20 con lợn với trọng lượng từ 30 đến 40 cân đang trong quá trình phân hủy ngay sau đó địa phương này đã huy động lực lượng thu gom và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo ủy ban nhân dân thị trấn vũ quang sau khi trích xuất camera đã phát hiện một xe tải lạ chở lợn chạy qua địa bàn sau đó dừng lại trên đường để thực hiện hành vi xấu tuy nhiên đêm tối nên chưa xác định được chủ nhân xe tải hiện vụ việc đang được giao cơ quan công an điều tra làm rõ Mặc dù sống ngay cạnh sông Đà và giữa hai nhà máy cấp nước sạch lớn ở miền Bắc, thế nhưng nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân ở nhiều xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vẫn đang phải mua từng can từng chậu nước để sinh hoạt. Nhờ nỗ lực của chính quyền Hà Nội nên đến thời điểm này, khoảng trên 60% hộ dân của huyện Ba Vì đã được tiếp cận nước sạch sinh hoạt. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân nông thôn miền núi được cấp đủ nước sạch sinh hoạt. Những ngày này, bà Cải và cả gia đình đều phấn khởi khi hệ thống nước sạch đã được lắp đặt tới đầu ngõ, chấm dứt nhiều năm phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhà tôi là đang dùng nguồn nước là nước giếng khoan. Thế nhưng mà cũng, nếu như nói là đảm bảo thì cũng chưa đảm bảo, bởi vì nó còn nhiều vôi lắm. Thế bây giờ có nước sạch thì gia đình nhà tôi là sẽ ủng hộ. Cũng mong lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mới có. Giống như bà Cải, hàng trăm hộ gia đình ở đây đều mong chờ có nước sạch để dùng. Ngày đơn vị thi công triển khai hệ thống nước sạch như ngày hội của làng. À, bây giờ thì nhà nước có cái chủ tiêu là đưa nước sạch về ở nông, nông, thôn. À, tôi cũng rất là khấn khởi vì nhà nước đã cùng cấp nước sạch về cho dân xã Thuận Mỹ. Giếng khoan thì nó có rất nhiều các cái chất hóa chất ví dụ như là vôi này rồi là lưu huỳnh thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh hoạt của nhân dân. Chính vì vậy thì chương trình nước sạch về với dân Thuận Mỹ thì rất là mong 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 ngóng. Còn tại Minh Châu, xã đảo duy nhất của thủ đô, việc đưa nước sạch về đây được coi là kỳ tích trong quá trình gần 70 năm thành lập và phát triển của xã. Mấy là sau rất nhiều năm nói chung là nhiều đời rồi. Nước đời là toàn dùng cũng các loại giếng. Bây giờ được nước sạch thì thì nói chung là cũng vui. Dân phấn khởi lắm. Các cơ quan của bộ rồi thành phố thì đã cấp phép cho huyện theo phương án là đưa nước sạch qua khoan để qua lòng sông và cấp cho bà con nhân dân ở xã đảo. Hiện nay thì số lượng bà con đăng ký trên 90% để đề nghị cấp nước sạch. Là đơn vị triển khai nước sạch cho toàn huyện Ba Vì, trừ ba xã miền núi, công ty cổ phần nước sạch sông Đà Ba Vì cho biết, đơn vị đã hoàn thành các hạng mục cải tạo trạm bơm nước thô, lắp đặt máy bơm, hệ thống điện đảm bảo công suất 100.000 m3 một ngày đêm, sẵn sàng cấp nước sạch đến các hộ dân. Về thực hiện cái chủ trương của thành phố cũng như là của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ba Vì giao nhiệm vụ thì hội đồng quản trị ban đốc công ty cũng đã có cái kế hoạch xây dựng cho phát triển tiếp theo. Thứ nhất là cũng chuẩn bị về nhân lực về nguồn tài chính, phòng khi là có thể nâng công suất cao hơn nữa. À, kết hợp với đó nữa là phòng cả những cái hạn hán thì có thể là nó cái nguồn khai thác nước mặt nó thấp đi thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án để khắc phục cái việc đó để đảm bảo cấp nước ổn định và an toàn với công suất từ 100.000 m3 ngày đêm. Với đặc thù ba xã miền núi khó khăn là Minh Quang, Ba Vì, Khánh Thượng, năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho phép hỗ trợ nguồn vốn ngân sách để huyện Ba Vì triển khai thực hiện dự án cấp nước sạch. Huyện Ba Vì đang tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, 100% hộ dân của huyện có nước sạch sinh hoạt.